Laptop màn hình 13 inch nhìn nó quá bé và cái nội dung hiển thị trên đấy khiến mình khó chịu khi mà làm việc trực tiếp ở trên đó. Đấy là cái điều mà rất nhiều bạn băn khoăn và thắc mắc rằng là không biết cái kích thước 13 inch nó có thực sự là quá bé ở trên laptop hay không, và nên chọn 13 hay là 14 inch để cho cái trọng lượng nó mỏng nhẹ nhất để các bạn tiện di chuyển. Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ so sánh trực tiếp hai cái mẫu máy. Một là mẫu máy 13.3 inch, hai là mẫu máy 14 inch, để các bạn có thể thấy được rằng là kích thước nó có khác nhau và trọng lượng nó có khác nhau nhiều không nhé. Rồi, bắt đầu thôi. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Thịnh Vượng. Mình là MLD đây. Nếu như các bạn đang muốn mua những chiếc laptop màn hình 12.5 inch, 13.3 inch, 14.3 inch, 15, 16, 17, 18 ấy, thì các bạn có thể click vào đường link phía dưới phần mô tả và ghim comment. Laptop Thịnh Vượng có rất nhiều những mẫu máy từng phân khúc khác nhau cho các bạn lựa chọn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào vấn đề luôn. Cái điểm giống nhau ở trên hai mẫu laptop, thứ nhất là 13.3 inch, thứ hai là 14 inch. Đầu tiên mà mình thấy được đó chính là về cái thiết kế, đều là những cái mẫu laptop thiết kế mỏng nhẹ này. Thứ hai, nó đều có kích thước nhỏ gọn và tiện lợi để các bạn di chuyển. Thứ ba là sẽ có rất nhiều những cái sự lựa chọn khác nhau này. Bản thường này, bản 2 in 1 này, đây là bản 2 in 1 hiện tại mình đang có trên bàn. Đây là cả hai bản đều là 2 in 1 hết. Thì các bạn có thể lựa chọn tùy cái sở thích của mình. Nếu như muốn một chiếc máy nó đơn giản và basic thôi thì các bạn có thể lựa chọn cái phiên bản thường, giá nó sẽ rẻ hơn nữa. Còn nếu các bạn thích cảm ứng là gập mở 360 độ này, tiện lợi biến thành một chiếc máy tính bảng, thì các bạn nên lựa chọn những cái dòng laptop 2 in 1. Và rất may rằng là trong cái từng phân khúc thì cả hai cái mẫu 13.3 inch và 14 inch nó đều có 2 in 1. Còn về con chip thì hầu hết những chiếc laptop 13 inch nó sẽ có con chip U hoặc con chip I. Cá biệt có một vài mẫu có con chip H như là cái dòng Experian 5310 chẳng hạn, thì nó khá là ít. Nhưng ở trên màn hình 14 inch ấy thì chúng ta sẽ có những cái phiên bản chip H này, chip AMD Ryzen dòng H, hoặc là thậm chí đợt trước có cả những cái dòng máy có cả chip HQ, HS nữa. Ví dụ như là cái phiên bản ROG G14 ấy, ROG G14, cái phiên bản đấy thì có cả chip HS hiệu năng cao để các bạn làm việc. Thì sẽ lợi thế hơn nếu như các bạn sử dụng những chiếc màn hình 14 inch ấy, nó để thiết kế đồ họa 2D hoặc là chơi một vài tựa game nhẹ nhàng. Còn 13 inch thì mình cảm giác nó hơi bé một xíu. Rồi, đấy là những cái điểm giống nhau cơ bản mà mình thấy được ở trên cả hai mẫu laptop 13.3 inch và 14 inch. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến những cái điểm khác nhau giữa hai cái dòng máy có kích thước khác nhau này nhé. Để tiện so sánh thì mình sẽ so sánh trực tiếp ở trên hai mẫu máy này luôn. Đây là mẫu Dell Latitude 7389 2 in 1 có kích thước là 13.3 inch. Còn đây là chiếc Dell Latitude 9420 có kích thước là 14 inch các bạn nhé. Đây, 14 inch, 13 inch. Rồi, cái điểm khác biệt đầu tiên mà mình thấy được đó chính là ở trên những cái phiên bản laptop 14 inch ấy, thường nó sẽ có cái cân nặng cao hơn so với những phiên bản màn hình 13.3 inch. Nó rơi vào khoảng 100g đến 500g gì đấy, tùy những cái mẫu máy đó. Và điển hình như cái mẫu máy này thì nó là 1,3kg. Còn mẫu máy này nó sẽ nặng khoảng gần 1,5kg gì đó, thì nó nặng hơn khoảng 200g. Thì cái cảm giác cầm nắm nó cũng sẽ đầm tay hơn. Và nếu như các bạn nữ dùng ấy, nó sẽ nặng hơn khá là nhiều đấy. Mặc dù chỉ có 200g mình thấy ít đấy. Rồi, tiếp đến là về cái kích thước đi. Đây, các bạn có thể thấy này, kích thước gần như nó không đáng kể. Đó, hai cái mẫu máy này, 13.3 inch với 14 inch thì nó gần bằng nhau luôn. Nhưng bù lại những chiếc laptop 14 inch thì nó sẽ có cái linh kiện nó to hơn một xíu này, hoặc là một vài cái phiên bản thì sẽ được thiết kế nó dày hơn, với cái phiên bản vỏ nhôm nó dày hơn ấy, thì chúng ta sẽ có kích thước và cân nặng nhé, nó nặng hơn một xíu. Thì cái điểm đấy thì mình hoàn toàn có thể chấp nhận được nếu như mình không di chuyển quá nhiều. Nhưng mình di chuyển quá nhiều, mình đi lại công tác các thứ ấy, thì 100-200g là một cái điều đáng nói đấy. Điển hình như ở trên iPhone 14 với iPhone 15 ấy, nó chỉ cách nhau mấy chục gram thôi mà mình đã cảm thấy nó nặng hơn rồi. Và một cái sự khác biệt nữa ở trên những chiếc laptop màn hình 13 inch thì mình đã trải nghiệm qua rất nhiều những mẫu máy, thì đa số cái loa của nó ấy, nghe nó lẹt đẹt và nó không được hay lắm. Bởi vì cái không gian để nhà sản xuất người ta đặt được cái loa vào ấy thì nó khá là bé.
Thì các bạn cứ tưởng tượng đi, một cái loa bé với một cái loa to thì cái nào nghe sẽ thích hơn? Thích hơn đã nhá. Thì chắc chắn là âm lượng rõ ràng sẽ thích hơn đúng không? Chưa bàn đến là có hay hay không, nhưng mà nghe rõ đã. Rồi, nếu như ở trên cái phiên bản màn hình 14 inch thì có rất nhiều những mẫu máy được tích hợp cái đôi loa nó to hơn. Ví dụ như cái phiên bản này này, được tích hợp loa trải dài như thế này. Đó, các bạn có thể thấy đây, loa trải dài như thế này và nó hát trực tiếp lên tai mình luôn. Khi mà mình nghe loa của chiếc máy này nó cực kỳ đã. Còn loa của chiếc 7389 này nó vẫn nghe ok nhá. Nhưng mà về cái trải nghiệm thì mình cảm thấy là đa số những mẫu laptop màn hình 14 inch sẽ có loa hay hơn. Rồi, tiếp đến là khác nhau về cái thời lượng pin. Cái này thì cũng cân đối thôi. Về thời lượng pin ở trên cái phiên bản Dell 7389 thì nó sẽ rơi khoảng 5 giờ gì đó. Đó, 5 đến 6 giờ. Còn ở trên cái phiên bản này nó sẽ rơi vào khoảng 6 đến 8 giờ sử dụng. Thì bởi vì là khi mà thiết kế một cái phiên bản màn hình 14 inch nó sẽ có kích thước pin nó to hơn. Ví dụ như là ở trên những phiên bản màn hình 13 inch đa số pin ấy nó cao thì cũng chỉ là tầm 42W, thậm chí là 37W. Nhưng mà ở trên những cái mẫu này thì sẽ là 42W trở lên thì sẽ có cái thời lượng sử dụng lâu hơn một chút. Rồi, đó là những cái khác biệt căn bản mà mình thấy được ở trên những cái mẫu laptop 13 inch với lại 14 inch. Thì 13 inch thì chúng ta sẽ có những kích thước khác nhau là 13.3 inch này, 13 inch này, 13.4 inch. Còn 14 inch thì nó chỉ là 14 inch thôi. Về cái kích thước nó chỉ khác nhau, chỉ chênh nhau khoảng 1cm, hơn 1cm rồi đó, thì mình thấy là nó không quá đáng kể. Thậm chí là có rất nhiều những cái mẫu laptop màn hình 14 inch nó còn nhỏ gọn hơn cả những chiếc laptop màn hình 13 inch đời cũ hơn nữa cơ. Vậy nên cứ theo nhu cầu của các bạn lựa chọn thì nó sẽ phù hợp với những bạn nào, mình sẽ đề cập sau. Bây giờ thì mình sẽ đưa ra những cái lưu ý cho các bạn khi mà lựa chọn một trong hai cái dòng máy 13 inch hoặc là 14 inch này. Lưu ý đầu tiên ấy, thì khi mà các bạn lựa chọn một trong hai dòng máy này, các bạn phải biết rằng là cái nhu cầu của mình là như thế nào. Nếu như nhu cầu của mình đơn giản chỉ lướt web xem phim, làm Word, Excel, PowerPoint các thứ thì 13 inch nó thoải mái luôn. Nhưng khi mà các bạn thiết kế đồ họa 2D nhá, mặc dù một chiếc màn hình 14 inch nó không quá rộng, nhưng nếu như là kích thước tỷ lệ 16:10 ấy, nhìn nó rộng rãi hơn. Vậy nên các bạn hoàn toàn có thể thiết kế đồ họa 2D ở trên này, thậm chí là dựng video. Nhiều bạn vẫn dùng Mac M1 14 inch để các bạn dựng video chuyên nghiệp mà, thoải mái. Cái vấn đề thứ hai đó chính là nếu như các bạn cần thực sự mỏng nhẹ thì hãy ưu tiên những chiếc laptop màn hình 13 inch. Bởi vì những chiếc màn hình 13 inch nó sẽ nhẹ hơn khoảng vài trăm gram, mình có đề cập ở đầu video ấy. Thì ở trên chiếc XPS nó chỉ rơi khoảng 1,1kg thôi, XPS 13 inch. Còn ở trên chiếc Inspiron 14 inch hoặc là chiếc máy này nó rơi khoảng 1,5kg. Thêm sạc nó thì gần 2 cân thì cũng khá là nặng đấy. Giá cả cũng là một cái điều rất quan trọng. Ở trên những mẫu 13 inch nếu mà mới nhá, thường có giá cao hơn những cái phiên bản màn hình 14 inch này. Điển hình như cái phiên bản màn hình 14 inch của dòng HP Envy nó rơi khoảng 16-17 triệu. Nhưng nếu như mà của dòng Dell XPS thì nó rơi khoảng hơn 30 triệu. Tất nhiên là so sánh này nó hơi khập khiễng, nhưng mà về cơ bản ở trên thị trường đa số những mẫu màn hình 13 inch hiện tại nó vẫn khá là đắt. Nếu như chúng ta mua cái mẫu Inspiron 530 cũng thế, nó rơi khoảng 17-18 triệu, thì cũng đắt hơn 1-2 triệu rồi đúng không nào? Vậy nên các bạn cứ cân nhắc giá thành hợp với túi tiền của mình thì cũng quất thôi. Rồi, đó là sự khác biệt căn bản giữa hai mẫu laptop màn hình 13 inch và 14 inch. Đó, về kích thước thì các bạn thấy đấy, hai chiếc máy này gần như là nó bằng nhau, nó không khác biệt gì quá nhiều. Khác biệt là ở giá thành này, ở một vài cái yếu tố mình cũng đã đề cập trong video này rồi. Và nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì có thể để lại một like, một subscribe để mình có động lực ra thêm nhiều video mới trong tương lai nhé. Và đừng quên là đường link tham khảo những cái sản phẩm mình đề cập trong video. Hoặc là nếu như các bạn đang muốn mua laptop thì có thể click vào đường link phía dưới phần mô tả và ghi comment. Laptop Thịnh Vượng bảo hành 6 tháng đến 12 tháng phần cứng và bảo hành phần mềm trọn đời cho các bạn. Cứ mang về là dùng thôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.